Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh đã cùng theo dõi chương trình tin tức trong ngày của đài truyền hình VTV. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Thưa quý vị, là cơ quan NASA đã trao hợp đồng hàng tỷ Mỹ Kim sản xuất bộ đồ vũ trụ. Cơ quan NASA vào hôm 1 tháng 6 thông báo trao hợp đồng cho hai công ty để phát triển bộ đồ vũ trụ thế hệ mới cho các sứ mệnh ISS và mặt trăng. Theo đó, Axiom Space có trụ sở tại Houston và Collins Aerospace có trụ sở tại North Carolina sẽ phát triển độc lập các mẫu quần áo vũ trụ, sau đó thử nghiệm chúng trong buồng chân không nhiệt trên trái đất, trong không gian hoặc là ngay bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế ISS. Quá trình này sẽ diễn ra trong khung thời gian năm 2025, trước chuyến bay đưa con người quay trở lại mặt trăng đầu tiên, Artemis 3. NASA sẽ đánh giá hiệu suất của hai bộ đồ và chọn một hoặc cả hai thiết kế phù hợp để tiếp tục sử dụng cho các sứ mệnh trong tương lai. Giá trị của các hợp đồng vẫn chưa được công bố, nhưng chúng có mức trần là 3,5 tỷ Mỹ Kim cho đến năm 2034. Những bộ đồ vũ trụ sẽ gắn liền với lịch sử khi con người quay trở lại mặt trăng. Chúng ta sẽ có phi hành gia da màu đầu tiên và phụ nữ đầu tiên, những người sẽ mặc và sử dụng bộ đồ thế hệ mới trong không gian. Vanessa Guichi, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, đã nói với các phóng viên, những bộ đồ mới sẽ linh hoạt, đa dụng và bền hơn so với thiết kế trước đây. NASA đã đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cho hai công ty chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất. Theo đó, cả bộ đồ lên ISS và mặt trăng đều cần có tính năng liên lạc hiện đại, công nghệ máy tính và các hệ thống hỗ trợ sự sống với khả năng dự trữ mạnh mẽ hơn cho những trường hợp khẩn cấp. Phiên bản lên mặt trăng cũng sẽ có tính năng di chuyển nâng cao để đi bộ, cúi xuống và lùi lại dễ dàng hơn trên các bề mặt không bằng phẳng. Smartphone đầu tiên có pin 21.000 mAh. Akito WB19 là smartphone có dung lượng pin lớn nhất thế giới, nhiều gấp 5 lần so với iPhone 13 Pro Max. Hãng Akito của Trung Quốc cho biết WB19 có thời gian sử dụng khoảng 1 tuần chỉ với một lần sạc. Thiết bị hỗ trợ 122 tiếng gọi điện thoại, 123 tiếng phát nhạc, 36 tiếng phát video liên tục. Tuy nhiên, do dung lượng lớn, thời gian sạc đầy thiết bị phải hơn 4 tiếng. Dù đã hỗ trợ sạc nhanh 27W, hiện đa số điện thoại trên thị trường chỉ được trang bị pin 3.000 cho đến 7.000 mAh. So với các mẫu điện thoại trước đây, WP19 có thiết kế nhỏ gọn hơn một chút, nhưng trông vẫn khá lớn so với hầu hết điện thoại trên thị trường. Nhà sản xuất không tiết lộ kích thước và trọng lượng của máy. WP19 được thiết kế theo tiêu chí nồi đồng cối đá, hỗ trợ chuẩn chống nước cao, chống sốc tiêu chuẩn quân đội Hoa Kỳ. Về cấu hình thì máy sử dụng màn hình 6,78 inch, độ phân giải 2400 x 1080 pixel. Chip Helio G95, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và chạy hệ điều hành Android 12. Về camera, WP19 có cảm biến chính 64 megapixel, ống macro 2 megapixel và module hồng ngoại 20 megapixel chuyên chụp ban đêm. Camera trước của máy có độ phân giải 16 megapixel. Akito bắt đầu bán WP19 tại Trung Quốc từ ngày 1 tháng 6 với giá là 743 Mỹ Kim. Mức giá này tương đương với Google Pixel 6 và Samsung Galaxy S21 FE. Và thưa quý vị, là nhóm Aerosmith hủy live show ở Las Vegas do trưởng nhóm bị tái phát chấn thương. Một trong những show diễn được nhiều người hâm mộ đón chờ mang tên Aerosmith This Is Our Wild của nhóm nhạc rock Aerosmith nổi tiếng một thời,
dự trù bắt đầu từ tháng 6 năm nay tại nhà hát Dolby Live Las Vegas đã bị hủy bỏ. Theo People, nam ca sĩ gạo cội, trưởng nhóm và người hát chính của Aerosmith, Steven Tyler hiện nay vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn sau cuộc giải phẫu ở chân vào đầu năm. Và hiện tại, ông tiếp tục tham gia chương trình vật lý trị liệu sau khi chấn thương bị tái phát. Trong bản thông cáo báo chí vào tuần qua, nhóm Aerosmith cho biết đây là quyết định rất khó khăn đối với ekip làm chương trình. Tuy nhiên, sau nhiều buổi bàn bạc, tất cả đều thống nhất hoãn lại live show. Bản thông cáo báo chí ghi, chúng tôi cảm thấy rất tiếc khi thông báo hoãn lại chương trình, đặc biệt là với những người hâm mộ luôn đồng hành với chúng tôi hơn cả chục năm qua. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể thông cảm Steven và cầu mong cho anh ấy sớm hồi phục. Chúng tôi mong gặp lại mọi người sớm nhất trong thời gian gần nhất. Trước đó vào tháng 3 vừa qua, nhóm chính thức ký hợp đồng với Park MGM và thực hiện live show định kỳ tại đây bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 12 năm nay. Aerosmith là một trong những ban nhạc rock lừng lẫy nhất thập niên 1980 và 1990, không chỉ ở tại Hoa Kỳ mà còn ở trên toàn thế giới. Được thành lập vào năm 1970 với 5 thành viên bao gồm Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton và George Grammer, cũng như là Brett Wilford. Các bài hát của nhóm được xem là những ca khúc kinh điển trong làng nhạc rock, chẳng hạn như I Don't Want to Miss a Thing, Crying, Crazy hoặc là Dream On. Đến nay vẫn nằm trong top các nhạc phẩm được ưa thích và trở thành kinh điển. Thưa quý vị, là tài tử Johnny Depp thắng kiện Amber Heard. Theo tạp chí People đưa tin, tòa án đã tuyên bố Johnny Depp thắng kiện và Amber Heard phải trả chồng cũ 15 triệu Mỹ Kim bồi thường thiệt hại. Theo đó, bồi thẩm đoàn thống nhất Amber Heard, 36 tuổi, không thể chứng minh những cáo buộc chống lại Johnny Depp và những tuyên bố bị bạo hành của cô là hoàn toàn sai. Họ xác định Heard đã hành động có mục đích khi viết bài báo yêu cầu cô trả 10 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại và 5 triệu Mỹ Kim chi phí bồi thường trừng phạt, một loại bồi thường thiệt hại đặc biệt mang tính răn đe. Tuy nhiên, Amber Heard sẽ chi trả 10,35 triệu Mỹ Kim vì luật bang Virginia quy định mức tối đa cho khoản bồi thường trừng phạt. Trong khi đó, bồi thẩm đoàn phát hiện Johnny Depp thông qua luật sư của Adam Warman đã nói xấu Amber Heard. Tài tử sẽ phải trả vợ cũ 2 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại. Amber Heard cho rằng các luật sư của Depp đã thành công trong việc khiến bồi thẩm đoàn bỏ qua vấn đề then chốt của quyền tự do ngôn luận và bỏ qua những bằng chứng thuyết phục rằng cô đã thắng kiện ở Anh. Trong suốt 6 tuần qua, 22 phiên đối tụng, các bồi thẩm viên nghe hơn 100 giờ lời khai từ các nhân chứng. Nhiều nhân chứng từng làm việc với hai người như là bác sĩ, y tá, hàng xóm, nhân viên an ninh ủng hộ Depp, nói chưa từng thấy nữ diễn viên có dấu hiệu bị bạo hành. Amber Heard cũng thừa nhận từng đánh chồng cũ nhưng với mục đích tự vệ và bảo vệ em gái. Và sau cùng, thưa quý vị, các nhà khoa học Hoa Kỳ cảnh báo nguy cơ đột quỵ trong bụng mẹ của trẻ sơ sinh. Trẻ có nguy cơ cao bị đột quỵ trong bào thai hoặc khi vừa sinh ra nếu người mẹ bị tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ hoặc là bệnh tim mạch. Khi nghe đến đột quỵ, thông thường mọi người thường nghĩ đến những người lớn tuổi, người có các yếu tố nguy cơ cao. Tuy nhiên, đột quỵ có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thậm chí là ở các trẻ sơ sinh đang trong bụng mẹ. Theo các nhà khoa học Hoa Kỳ, đột quỵ trong bụng mẹ, tức là đột quỵ chu sinh, là những cơn đột quỵ ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh trước khi chúng được sinh ra hoặc ngay sau khi sinh ra. Triệu chứng của đột quỵ trong bụng mẹ không phải lúc nào cũng rõ ràng mà chỉ biểu hiện rõ trong giai đoạn trẻ phát triển, sau đột quỵ. Nhiều trẻ phục hồi và phát triển tốt, nhưng cũng có trẻ phải chịu tổn thương não do thiếu hụt nguồn cung cấp máu dẫn đến các vấn đề về thần kinh và sức khỏe vĩnh viễn ở não. Theo các chuyên gia, những bà mẹ có tình trạng cục máu đông thì các em bé có nguy cơ cao bị đột quỵ khi còn trong bụng mẹ. Các tình trạng khác cũng tăng nguy cơ đột quỵ của em bé đó là người mẹ bị tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, thai phụ bị bệnh tim, nhiễm trùng, lạm dụng ma túy và các vấn đề nhau thai. Đối với những bà mẹ gặp phải sự việc khẩn cấp trong quá trình mang thai như gặp chấn thương, sốt và co giật cũng nên lưu ý đến nguy cơ em bé bị đột quỵ vì những vấn đề này gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp máu cho em bé.
Đột quỵ chu sinh là nguyên nhân trong hầu hết các trường hợp bại não ở trẻ sơ sinh. Các chuyên gia khuyên rằng, các bà mẹ mang thai nếu bị tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ hoặc là dọa sảy thai, nên khám định kỳ, thường xuyên và nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của bản thân. Trẻ em nên được cho đánh giá sớm thị lực, thính giác, ngôn ngữ để xác định bất kỳ khiếm khuyết nào, nếu có việc khắc phục sớm sẽ hiệu quả hơn. Và thưa quý vị, với thông tin vừa rồi đã chính thức khép lại chương trình tin tức trong ngày của đài truyền hình VTV. Ngọc Châu xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.